Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với nội dung chính của khóa học ngày hôm nay. Ban tổ chức xin kính mời anh Nguyễn Thành Trung, giảng viên do Meta đào tạo, sẽ có bài trình bày với chủ đề sáng tạo với quảng cáo ạ. Xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Thành Trung sẽ bắt đầu bài chia sẻ của mình. Cảm ơn em Huyền và anh Tùng đã có những phần chia sẻ rất là thú vị về chuyển đổi số. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Trung rất là vui được chia sẻ với các bạn một chủ đề mà có lẽ khi mà chúng ta làm việc trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook hay là Instagram thì chúng ta sẽ rất là quan tâm, đó chính là sáng tạo với quảng cáo. Như vậy là trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào yếu tố là tạo ra các nội dung sáng tạo để trước khi các bạn có những bài viết mang tính chất là phù hợp và có thể phát triển và mang những bài viết đó đến với nhiều người hơn dưới hình thức là quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, Facebook hay là Instagram. Và trong nội dung ngày hôm nay thì Trung sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể tạo ra những cái quảng cáo mang tính chất cá nhân hóa. Có thể ngày hôm trước nếu các bạn xem các cái buổi live stream của VWeek thì các bạn cũng đã được chia sẻ qua những kiến thức cơ bản về quảng cáo cá nhân hóa rồi. Còn trong bài ngày hôm nay thì chúng sẽ tập trung vào chia sẻ cho các bạn những cái yếu tố để làm cho một cái bài quảng cáo trở nên hiệu quả hơn. Chúng ta sẽ hiểu những chiến lược để có thể đưa ra các cái chiến lược quảng cáo về nội dung. Làm thế nào để các bạn có thể đưa ra các thông điệp quảng cáo hấp dẫn. Chúng ta có thể tạo ra những cái đoạn video, những cái khung hình dựa trên các cái phần mềm được Meta khuyến nghị cho các nền tảng như là Facebook hay là Instagram. Và chúng ta sẽ sử dụng các cái nút kêu gọi hành động để có thể làm cho bài quảng cáo của chúng ta đạt hiệu quả cao hơn. Điều đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là trước khi mà các bạn nghĩ đến việc là nội dung của một cái bài quảng cáo của chúng ta có hiệu quả hay không, và chúng ta quyết định là đăng một cái bài viết ở dạng bài viết thông thường, một bài post đưa lên thành định dạng quảng cáo, thì chúng ta sẽ phải xem là bài quảng cáo của chúng ta đã liệu có đạt được hiệu quả không và có phù hợp với đối tượng độc giả, người nghe của chúng ta hay không. Đó chính là nội dung của chúng ta phải trở nên sáng tạo. Và nội dung sáng tạo như các bạn đã thấy là một yếu tố hết sức quan trọng giúp góp phần vào cái mức độ thành công của bài đăng cũng như là bài quảng cáo của chúng ta. Vậy thì cụ thể một cái nội dung sáng tạo có nghĩa là như thế nào? Nội dung sáng tạo ở đây hiểu một cách đơn giản đó chính là những cái hình ảnh hay là những cái đoạn video, thậm chí đó là những cái đoạn text hay là các cái tiêu đề chú thích, các cái caption mà chúng ta đưa ra sử dụng cho cái bài đăng quảng cáo của mình. Và bài viết của chúng ta cũng như là các hình ảnh, video khi mà kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra một cái bài đăng mang tính chất là sáng tạo. Tuy nhiên khi chúng ta quyết định đưa một cái bài đăng trở thành một bài quảng cáo thì các bạn hãy tập trung và nhớ các cái yếu tố để làm nên thương hiệu cho cái thương hiệu kinh doanh của các bạn mà chúng ta muốn truyền tải đến cho người nghe. Và trong bài này thì chúng ta sẽ tập trung vào cách để làm thế nào các bạn có thể tạo ra những cái bài đăng sáng tạo như vậy. Một trong những cái điều đầu tiên mà đối với những người làm marketing và cụ thể là làm về nội dung, đó là các bạn phải tập trung vào cái nội dung của bài đăng có một cái mục tiêu rất là rõ ràng. Cụ thể đây chúng ta phải đề cập đến cái mục tiêu marketing của chúng ta. Và khi mà đã nói đến mục tiêu thì các bạn có thể rất là quen thuộc với những cái từ khóa mà đã xuất hiện ở trên slide ngày hôm nay, đó chính là các từ khóa được viết tắt bởi những cái chữ cái đầu tiên trong từ SMART, thông minh ở trong tiếng Anh, đó chính là cụ thể, tức là specific, đo lường được, measurable, như là khả thi, achievable, phù hợp, relevant hay là có giới hạn thời gian, tham vào được. Khi các bạn đưa ra một cái mục tiêu cho một cái bài đăng của chúng ta, hay rộng hơn nữa là mục tiêu cho một chiến dịch quảng cáo, thì chúng ta cần phải có một cái mục tiêu rất là rõ ràng. Chúng ta không thể nói là tôi chỉ muốn tăng doanh thu của tôi gấp 2 hay là gấp 3 lần so với hiện tại. Điều đấy nó sẽ không đảm bảo những cái tiêu chí về mặt cụ thể hay là rõ ràng. Chúng ta có thể thử một cái ví dụ rất là đơn giản. Ví dụ như là một bạn, là bạn Tuấn, đặt một cái mục tiêu là đạt được trung bình 200 lượt tiếp cận bài viết mỗi ngày trong vòng 3 tháng tới. Như vậy là chúng ta thấy là ở đây bạn Tuấn bạn đưa ra những cái con số hết sức là cụ thể. Ví dụ như là trong vòng 3 tháng tới, tính từ thời điểm bây giờ, mỗi bài viết của bạn ý sẽ được tiếp cận trong vòng mỗi ngày đến 200 người, 200 cái độc giả về mặt trung bình số lượng người tiếp cận trong các bài viết đó. Như vậy ở đây, nếu trong trường hợp này là các bài đăng của bạn Tuấn đã đạt được cỡ khoảng 100 đến 150 người thì cái đạt mục tiêu là 200 người có thể đạt được trong cái lượt tiếp cận là phù hợp.
Còn nếu trước đấy bạn Tuấn chỉ mới các cái bài đăng của bạn ấy chỉ mới tiếp cận được đến cỡ khoảng 50, 20 hay là 50 hay là vài chục người thôi, thì cái nội dung của chúng ta hay là cái mục tiêu của chúng ta sẽ là không phù hợp. Vậy các bạn nhớ là khi chúng ta đặt ra các mục tiêu về marketing, hãy để ý đến các từ khóa như là cụ thể này, đo lường được, khả thi, phù hợp và được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Và khi mà các bạn lên cái kế hoạch cho nội dung của mình thì chúng ta hãy lên kế hoạch, có lẽ là chúng sẽ gợi ý cho các bạn là chúng ta nên lên kế hoạch trong vòng 1 tuần có thể là phù hợp nhất. Bởi vì là đối với những người làm nội dung ấy, thì có rất nhiều bạn là ngày hôm nay chúng ta định đăng 2 bài thì buổi sáng ngày hôm đó các bạn mới nghĩ là không biết hôm nay chúng ta sẽ đăng những bài gì nhỉ, và như vậy thì có thể là sẽ không đạt cái hiệu quả cao về mặt truyền thông cũng như là rất là mất công sức cho các bạn trong cái ngày hôm đó. Vì vậy thì nếu chúng ta có một cái kế hoạch đăng bài đều đặn, các bạn có thể viết ra một file Excel hoặc là sử dụng các cái phần mềm bảng tính khác, chúng ta có thể đưa vào đó các cái nội dung như là ngày giờ đăng bài của chúng ta, chủ đề đăng bài ngày hôm đó là gì, định dạng của chúng ta là ở dạng bài đăng thông thường hay là ở một bài đăng ở dạng tin story, hay là mới đây là có một cái định dạng đó là các cái video ngắn ở dạng reel chẳng hạn. Rồi trong một cái bài đăng như vậy thì hình ảnh của bạn có những nội dung như thế nào, rồi kèm vào đó thì có các cái lời kêu gọi hành động mà các bạn muốn truyền đạt vào trong cái nội dung đó ra sao, rồi nút kêu gọi hành động của các bạn là gì, các bạn có sử dụng các cái dấu hashtag, các cái dấu đánh dấu với các cái từ khóa ngắn gọn và dùng từ dấu thăng để có thể thể hiện cái bài đăng đó một cách rõ ràng, hay là theo cái xu hướng, theo trend của Instagram hay là Facebook hay không. Thì nếu mà các bạn đã có một cái kế hoạch nội dung như vậy rồi thì bài viết của chúng ta sẽ trở nên rõ ràng hơn. Và chúng cũng khuyến nghị là các bạn sẽ cài cái ứng dụng đó là Meta Business Suite để có thể tận dụng cái tính năng đó là lên lịch đăng bài. Tính năng lên lịch đăng bài thì sẽ giúp cho các bạn có thể đăng một cái bài đăng theo một cái kế hoạch. Ví dụ chúng ta không cần phải thức đến 10 giờ tối ngày thứ ba thì mới có thể đăng được một cái nội dung của một bài đăng như vậy, mà các bạn có thể lên lịch trước vào các cái khung giờ nào trong tuần các bạn muốn đăng những bài gì, hoặc là trong những cái tuần tiếp theo các bạn có thể đăng các cái bài khác, thì các bạn có thể lên lịch đăng bài để tạo ra những cái nội dung phù hợp. Và như vậy thì đối với một bài đăng được coi là bài đăng sáng tạo thì các bạn hãy chú ý đến các cái yếu tố rất là quen thuộc, đó chính là ai sẽ là người đọc các cái bài đăng đó, đó chính là độc giả của các bạn, các cái yếu tố sáng tạo được thể hiện như thế nào và bài viết của chúng ta có các yếu tố gì. Thì ở đây thì chúng đã đưa ra một số các cái gợi ý cho các bạn, đó là đầu tiên là về với độc giả của chúng ta thì chúng ta cần phải tìm hiểu là bạn đang nói chuyện với ai, khách hàng của chúng ta hay là khách hàng tiềm năng của chúng ta đang quan tâm đến điều gì, tại sao mà họ nên quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng ta như vậy. Yếu tố sáng tạo đó là chúng ta muốn thể hiện cái cách thể hiện của chúng ta đối với cái bài đăng đó như thế nào, và cái việc liên quan đến cái việc tạo ra nội dung của chúng ta có phù hợp và hiệu quả hay không, và độc giả của chúng ta cần biết những nội dung gì và chúng ta muốn thúc đẩy hành động của độc giả của chúng ta như thế nào. Vậy thì điều đầu tiên khi mà chúng ta hiểu về các cái bài đăng mà được đưa lên thành các bài đăng quảng cáo thì chúng ta cần lưu ý đến một từ khóa rất quan trọng, đấy chính là từ khóa cá nhân hóa. Cá nhân hóa có nghĩa là các bạn có thể tạo ra những bài đăng quảng cáo để mang cái bài đăng đó đến với những người phù hợp nhất với cái quảng cáo của chúng ta, với cái mục tiêu của chúng ta. Khi các bạn đăng một bài đăng, chúng ta cần hiểu là chúng ta đang nói chuyện với ai, những nhóm khách hàng có thông tin về nhân khẩu học như thế nào, họ có giới tính ra sao, có độ tuổi như thế nào, họ đang sống ở đâu và sở thích của họ là gì. Bài đăng của chúng ta có thể phù hợp và nên xuất hiện ở những đối tượng như thế nào, điều đó có thể hiểu rằng đây là những cái bài đăng phù hợp với cái nội dung quảng cáo của chúng ta được cá nhân hóa, và chúng ta làm cho những cái bài đăng của chúng ta có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, và những người này đang quan tâm, có nhiều khả năng quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Và như vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm đến khi chúng ta tạo ra các bài đăng quảng cáo đó là chúng ta sẽ tìm hiểu là trong một bài đăng quảng cáo thì có những cái thành phần nội dung sáng tạo như thế nào có thể là coi là phù hợp với một bài đăng như vậy. Thì thực ra mà nói thì một bài đăng quảng cáo không có quá nhiều sự khác biệt so với bài đăng thông thường, ngoại trừ việc là chúng ta mang cái bài đăng đó đến với những cái đối tượng phù hợp và có khả năng phù hợp, và sau khi đọc cái bài đăng quảng cáo đó của các bạn thì họ sẽ có những hành động, có thể là sử dụng sản phẩm và dịch vụ của các bạn, có thể trở thành khách hàng tiềm năng, hoặc là có thể tìm hiểu kỹ hơn cái nội dung của chúng ta. Vì vậy thì một bài đăng quảng cáo về mặt đơn giản chúng ta sẽ có những cái phần chú thích hay là tiêu đề, những cái đoạn văn bản chúng ta muốn truyền tải đến cho độc giả của chúng ta.
chúng ta sẽ có những thành phần sáng tạo, ở đây chính là nội dung chính, và cụ thể đó là hình ảnh hoặc là video. Trong các nghiên cứu của Meta thì với một bài đăng chỉ ở dạng text thôi thì sẽ không hiệu quả bằng một bài đăng ở dạng hình ảnh. Còn nếu một bài đăng của bạn ở dạng video thì có thể có nhiều cơ hội tiếp cận hơn và níu chân khách hàng, giữ chân khách hàng tiềm năng của chúng ta trở lại lâu hơn với cái bài đăng của chúng ta. Và vì vậy thì bên cạnh, bên dưới cái phần chú thích hay là bên dưới phần nội dung sáng tạo, chúng ta còn có một cái nút hành động rất là quan trọng, đó gọi là nút kêu gọi hành động, call to action. Tùy vào cái việc giai đoạn hành trình mua hàng của khách hàng đang ở giai đoạn nào, như là ở giai đoạn nhận thức, nhận biết, hay là ở giai đoạn cân nhắc, hay là giai đoạn chuyển đổi, thì chúng ta có thể chọn các cái nút kêu gọi hành động khác nhau. Và với nội dung, tùy chọn định dạng nội dung của bài đăng quảng cáo thì chúng ta cũng thấy là có rất nhiều các định dạng khác nhau mà các bạn có thể chia sẻ đến cho độc giả của mình. Một cái dạng bài đăng đơn giản nhất đó chính là các bạn có một cái hình ảnh rất là phù hợp và có thể nói là mang tính chất đắt giá để chúng ta có thể chia sẻ đối với khách hàng của mình. Có rất nhiều các bạn khi mà làm kinh doanh trên nền tảng Facebook hay là Instagram thì chúng thấy được là các bạn đang sử dụng rất nhiều hình ảnh cho một bài đăng của mình. Điều đó có thể gây ra cái sự sao nhãng và không tập trung vào nội dung chính mà chúng ta muốn truyền tải. Vì vậy thì nếu các bạn có một hình ảnh thật là đẹp, thật là đắt giá và truyền tải sâu sắc đến hay là kể những câu chuyện rất là thú vị đối với khách hàng thì các bạn hãy sử dụng, có thể chỉ cần duy nhất là một hình ảnh thôi. Thì với một bài đăng quảng cáo các bạn có thể sử dụng định dạng là một hình ảnh. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng video. Video là một cái yếu tố rất là hấp dẫn để có thể níu chân khách hàng trở lại lâu hơn đối với bài đăng của chúng ta. Bởi vì ở trong video chúng ta có thể đưa vào các yếu tố như là chuyển động, các yếu tố hấp dẫn, thu hút người dùng. Rồi chúng ta có thể kể những cái câu chuyện bằng hình ảnh, bằng cách các bạn có thể chọn một cái định dạng quảng cáo ở dạng là thẻ quay vòng hay là dạng là carousel. Ở dạng thẻ xoay vòng này thì các bạn có thể sắp xếp các cái hình ảnh theo cái thứ tự mà câu chuyện chúng ta muốn kể. Ví dụ như là quy trình làm một cái món ăn ra sao, hay là cách để chúng ta đưa cái sản phẩm của chúng ta đến với khách hàng, hoặc là khách hàng có thể cảm nhận các cái sản phẩm khác nhau theo một cái thứ tự nhất định. Thì các bạn có thể dùng cái định dạng thẻ quay vòng để giới thiệu các cái bài đăng ở định dạng quảng cáo như vậy. Hoặc là chúng ta cũng có thể tạo ra một cái bài đăng ở dạng là bản trình chiếu. Khi mà chúng ta có các cái hình ảnh tĩnh và chúng ta muốn các hình ảnh tĩnh này xuất hiện lần lượt thì chúng ta có thể chọn cái hình dạng, cái định dạng là bản trình chiếu. Hoặc các bạn cũng có thể là thể hiện nhiều hình ảnh nhưng có liên quan đến nhau trong một cái bộ sưu tập của sản phẩm, hay là một cái thực đơn mà chúng ta mới đưa ra của nhà hàng của các bạn chẳng hạn, thì các bạn có thể chọn định dạng quảng cáo là bộ sưu tập. Ngoài ra thì với một cái định dạng quảng cáo trải nghiệm tức thì sẽ mang đến cho cái khách hàng tiềm năng của chúng ta một cái cách trải nghiệm toàn màn hình, và chúng ta có nhiều cái cách thức để có thể kể câu chuyện của chúng ta hơn bằng cách là kết hợp hình ảnh, bằng cách kết hợp text và kết hợp cả video đến trong cái trải nghiệm tức thì này nữa. Và như vậy thì có nhiều cái cách thức khác nhau để các bạn có thể chia sẻ cũng như là tạo ra các cái định dạng quảng cáo cho mình tùy vào cái nội dung mà chúng ta muốn truyền đạt. Vậy thì có một yếu tố rất quan trọng, đó là làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra những cái quảng cáo mang tính chất sáng tạo, thì ở đây chúng sẽ chia sẻ cho các bạn, đó chính là chiến lược quảng cáo sáng tạo. Thế thì để có thể tạo ra những cái quảng cáo mang tính chất là hấp dẫn thì có lẽ là điều đầu tiên các bạn hãy tạo ra những cái bài đăng, những cái bài viết mang tính chất phù hợp. Một cái bài đăng, một cái bài viết được gọi là tính chất phù hợp nếu như nó phù hợp đúng với đối tượng người nghe, đúng với thời điểm chúng ta đăng bài, cũng như là chúng ta có thể đưa đến những cái lời kêu gọi hành động mà khi sau khi người dùng người ta đọc xong, độc giả của chúng ta đọc xong, họ sẽ có những cái hành động mà theo mong muốn của chúng ta, thì đó là những cái bài đăng rất là phù hợp. Vì vậy thì để tạo ra các bài đăng quảng cáo thì các bạn hãy mà những bài đăng quảng cáo đó trở nên hấp dẫn thì các bạn hãy sử dụng các hình ảnh rất là thú vị. Chúng ta viết những cái thành phần chú thích, tức là các đoạn text thật là ngắn gọn. Thực ra thì có rất nhiều các bài đăng ở dạng bài đăng với đoạn text rất là dài cũng có thể trở nên hấp dẫn. Nhưng mà trong cái thời đại mà người dùng của chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là điện thoại di động để có thể lướt qua các bài đăng rất là nhanh chóng, thì các bạn hãy tập cách là viết những bài đăng thật ngắn, thật là hấp dẫn nhưng mà đúng với cái chủ đề và mục đích của chúng ta. Và các bạn hãy cố gắng là giới thiệu sản phẩm hoặc là dịch vụ của chúng ta một cách hiệu quả, phù hợp với cái hành trình mua hàng của khách hàng. Về mặt tổng quan là như vậy, nhưng mà về mặt chi tiết thì sao?
Về mặt chi tiết thì chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta có thể tạo ra những cái hình ảnh sáng tạo hay là những cái đoạn video hấp dẫn, chia sẻ cái kinh nghiệm của các bạn hay là kể những cái câu chuyện của chúng ta trong cái quá trình chúng ta làm ra các cái sản phẩm như vậy. Thì điều đầu tiên để thiết lập ra các cái hình ảnh hay là các cái video mang tính chất sáng tạo thì với một chút các cái phương tiện, một chút các cái phụ tùng mà chúng ta có, các bạn có thể tạo ra một cái bộ studio mà chúng ta tự làm. Có nghĩa là ở đây chúng ta tự dựng một cái studio nhỏ ngay ở gần cái căn bếp của các bạn. Nếu chúng ta muốn chia sẻ các cái hình ảnh về đồ ăn, quá trình chế biến thực phẩm, hoặc là các bạn có thể tạo ra ở một cái góc căn phòng của chúng ta phù hợp để chia sẻ cái quá trình sản phẩm của chúng ta được tạo ra như thế nào. Thì đối với một cái studio tự làm thì các bạn hãy cố gắng tận dụng những cái nguồn sáng, đặc biệt là ánh sáng tự nhiên, bởi vì ánh sáng tự nhiên vào những cái khoảng thời gian phù hợp, như là những cái lúc khoảng nó sau bình minh khi mà ánh sáng đã bắt đầu đủ sáng rồi, hoặc là trước khi hoàng hôn thì nó sẽ là những cái thời điểm rất là phù hợp để các bạn tận dụng những cái ánh sáng tự nhiên đó. Chúng ta sẽ sử dụng các cái vật liệu để hắt sáng như là giấy trắng hay là chúng ta sử dụng bảng để có thể hắt sáng một cách phù hợp. Rồi chúng ta có thể, khi mà các bạn quay các cái hình ảnh thì chúng ta nên quay dư ra, có những cái phần đầu và những cái phần sau, và chúng ta có thể sử dụng các cái phần mềm để có thể chỉnh sửa cái đoạn video sau này. Chúng ta sẽ sử dụng những cái vật dụng rất là quen thuộc như là cái chân máy ảnh, cái giá ba chân tripod chẳng hạn, hay là những cái kệ sách để có thể chúng ta cố định lại máy quay cái điện thoại của các bạn, và chúng ta thiết lập một cái khung hình rất là chuyên nghiệp, xóa bỏ đi những cái vật thừa hay là những cái khung cảnh thừa ra khỏi khung hình, và chúng ta nên chụp hình cũng như là quay các cái hình ảnh với nhiều các cái hậu cảnh, các cái bối cảnh khác nhau cũng như là nhiều góc độ khác nhau. Chúng ta thử xem qua một đoạn video nhỏ hướng dẫn về là tốt, tiền cảnh và hậu cảnh của chúng ta không có những vật thừa. Và chúng ta thử nghiệm nhiều góc độ khác nhau, các bạn có thể quay từ trên xuống, từ dưới lên, theo nhiều góc độ. Đó chính là những cái ý tưởng cơ bản để giúp cho chúng ta có thể dựng được một cái studio tự làm một cách hiệu quả. Ở đây nói về việc chụp ảnh sản phẩm thì điều đầu tiên quan trọng nhất khi các bạn chụp ảnh sản phẩm đó là các bạn hãy quan tâm đến nguồn sáng. Nếu chúng ta có ánh sáng tự nhiên như vừa nãy Trung chia sẻ thì đấy là một ý tưởng rất là tốt. Còn nếu trong trường hợp các bạn không có ánh sáng tự nhiên thì các bạn hãy sử dụng các cái ánh sáng từ các cái đèn hắt, các cái đèn LED sáng trắng hoặc là các cái đèn LED vàng. Tóm lại là chúng ta cần một cái căn phòng rất là sáng, đủ sáng với những cái nguồn sáng mạnh. Và chúng ta sử dụng các cái phông nền, các bạn có thể có những cái phông nền dán trên tường, phông nền ở dưới mặt bàn hoặc là ở trên sàn nhà của các bạn chẳng hạn. Chúng ta sử dụng các cái đạo cụ để có thể làm tôn cái sản phẩm của chúng ta lên. Và điều quan trọng là các bạn phải thay đổi góc chụp, thay đổi phông nền, cũng như là chúng ta thử nghiệm nhiều cái góc độ sáng tạo khác nhau. Và nếu như chúng ta thêm được các yếu tố về con người, ví dụ như là con người đang thử sử dụng sản phẩm hay là chúng ta đang có một cái quá trình để tạo ra sản phẩm đấy chẳng hạn, thì điều đó sẽ làm cho cái sản phẩm của chúng ta trở nên tốt hơn. Chúng ta có thể xem qua một vài ví dụ như thế này.
làm cho sản phẩm của chúng ta trở nên phù hợp hơn. Nếu như mà chúng ta cần tạo ra những cái đoạn video mà chúng ta muốn quay trực tiếp thì như thế nào? Điều đầu tiên là chúng ta cũng phải quan tâm đến những cái nguồn sáng như là nguồn sáng tự nhiên từ cửa sổ. Rồi khi mà chúng ta quay thì chúng ta tránh cái các cái hình ảnh hay là các cái video của chúng ta bị ngược sáng. Thực ra thì có những cách để làm cho những cái hình ảnh hay là video ngược sáng trở nên rất là nghệ thuật. Nhưng mà về một cách cơ bản thì chúng ta nên chiếu ánh sáng theo những cái hướng phù hợp. Các cái thiết bị khi mà chúng ta định quay, nếu các bạn muốn quay chính chúng ta đang thực hiện một cái đoạn video đó, chính chúng ta ở trong khung hình của video đó chẳng hạn, thì các bạn nên có những thiết bị để cố định chiếc máy ảnh hay là camera của các bạn lại. Nếu mà có chuyển động trong khi quay thì chúng ta hãy làm cho cái khung hình của chúng ta, cái thiết bị của chúng ta đủ xa để có thể mô tả được đầy đủ cái hình ảnh chuyển động đó. Rồi chúng ta cũng thiết lập không gian của chúng ta rất là gọn gàng và có thể đưa vào các yếu tố nhận diện thương hiệu, và chúng ta giảm các cái yếu tố gây ra cái sự phân tán. Đây là một vài ví dụ để các bạn chuẩn bị khi chúng ta tự quay những cái thử được các cái cách mà Trung vừa chia sẻ để tạo nên những cái đoạn video hay là các cái hình ảnh trở nên hấp dẫn hơn. Và một trong những cái điều khi mà chúng ta quay hình hay là chúng ta tạo ra các đoạn video hoặc là chúng ta chụp hình, thì các bạn hãy cố gắng là quay với một cái hình thức và cảm xúc rất là nhất quán. Điều này có thể hiểu rằng là nếu mà chúng ta muốn truyền tải các cái sản phẩm và dịch vụ của các bạn thì các bạn hãy gắn liền cái sản phẩm và dịch vụ của các bạn với thương hiệu của chúng ta. Thương hiệu của chúng ta có thể được nhận diện thông qua các thành phần như là logo hay là màu sắc để có thể nhận diện thương hiệu. Cũng có thể được nhận diện thông qua cái cách mà chúng ta chụp hình hay là quay video. Vậy thì khi mà chúng ta lựa chọn các cái phong cách thì chúng ta có thể tạo ra những cái thành phần và kết hợp các cái thành phần phù hợp như là màu sắc này, kết cấu này, đạo cụ này. Chúng ta sử dụng một cái những cái cách thức chiếu sáng mang tính chất nhất quán, sử dụng các cái đạo cụ để làm tăng giá trị của các cái thành phần chủ thể, hoặc là làm thế nào đó để chúng ta có thể đưa các yếu tố nhận diện thương hiệu một cách tốt nhất. Các bạn có thể treo hình ảnh một cái logo của các bạn trong cái khung nền, hoặc là chúng ta có thể quay một cái khung nền trống và sau đó thì chúng ta sử dụng các cái phần mềm để có thể đưa các cái yếu tố nhận diện thương hiệu vào bên trong thành phần đó. Chúng ta hãy thử xem một vài các cái chia sẻ. Đưa vào những cái tiểu cảnh mà nó mang tính chất gắn liền với thiên nhiên, điều đó sẽ làm tạo ra những cảm xúc rất là gần gũi. Những yếu tố về thiên nhiên, động vật, những yếu tố liên quan đến con người sẽ làm cho cái chủ thể của các bạn nổi bật hơn và hấp dẫn hơn đối với người xem. Chúng ta có thể thay đổi các cái
phông nền, thay đổi các cái góc chụp khác nhau. Và điều quan trọng là khi chúng ta tạo ra các đoạn video hay là hình ảnh như vậy thì yếu tố về thương hiệu sẽ phải được nhấn mạnh rất là tốt. Như vậy trong phần vừa rồi thì chúng đã chia sẻ cho các bạn cái cách thức để làm thế nào chúng ta có thể tạo ra những cái đoạn quảng cáo sáng tạo. Và các bạn biết rằng là bây giờ thì người dùng chủ yếu sử dụng các cái thiết bị di động để có thể xem các cái bài đăng trên mạng xã hội. Vì vậy thì các cái đoạn quảng cáo hay là các bài đăng của chúng ta sẽ phải tập trung các yếu tố dành cho và phù hợp với cả các thiết bị di động, đặc biệt là điện thoại, đúng không? Vì vậy thì khi mà các bạn đăng những cái hình ảnh hoặc là video ấy, thì chúng ta nên quay theo chiều dọc cái camera của các bạn, bởi vì người dùng thì thường là sẽ sử dụng điện thoại theo chiều dọc. Vì vậy thì các bạn hãy sử dụng các cái khung hình, nếu trong Instagram thì có thể để là tỷ lệ 1:1, hoặc các bạn có thể sử dụng các cái khung hình như là 9:16 để có thể tạo ra những cái khung hình video theo chiều dọc hoặc là các cái hình ảnh theo chiều dọc. Và đặc biệt là nếu như sử dụng để các bạn tạo các đoạn video ở cho reel này, tức là những đoạn video ngắn, hay là cho story, cho tin, thì lúc này chúng ta nên sử dụng định dạng theo chiều dọc để làm cho nội dung của chúng ta phù hợp đối với cái thiết bị di động của chúng ta cho người dùng để trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy thì các bạn sẽ chú ý rằng là khi mà chúng ta đưa lên một cái hình ảnh hay là chúng ta đưa lên một cái đoạn video thì các bạn hãy tập trung vào một cái tiêu điểm duy nhất. Tiêu điểm ở đây chính là cái câu chuyện mà các bạn muốn kể hoặc là cái điểm nhấn cho cái hình ảnh của chúng ta. Chúng ta không nên đưa quá nhiều các cái thành phần vào trong một bức hình, và mỗi bức hình ở đây chúng ta nên có một cái tiêu điểm duy nhất để làm cho cái hình ảnh của chúng ta trở nên nổi bật. Và nếu như chúng ta khi mà các bạn sử dụng máy ảnh của mình để có thể chụp hình thì các bạn nên cân đối hình ảnh của chúng ta làm sao cho phù hợp. Nếu chưa phù hợp thì các bạn có thể cắt hoặc là chỉnh sửa ảnh sau đó để làm cho cái khung hình của chúng ta trở nên tốt hơn. Và cái hình ảnh hay là video của chúng ta thì phải tập trung vào sản phẩm hay là tập trung vào dịch vụ một cách phù hợp. Và một trong những cái yếu tố rất quan trọng nữa đó chính là làm thế nào để mọi người có thể nhận ra cái doanh nghiệp của các bạn. Điều này chính là cái yếu tố về mặt thương hiệu mà Trung nhắc rất nhiều trong cái bài chia sẻ ngày hôm nay. Đó là mỗi khi mà chúng ta nghĩ ra ý tưởng, chúng ta nghĩ ra một cái kịch bản để đăng bài, nghĩ ra một cái cách thức để chúng ta có thể thể hiện hình ảnh hoặc là một đoạn video của chúng ta, thì cái ý tưởng và cái nhận diện thương hiệu của chúng ta nó phải có một cái sự phản ánh rất là phù hợp. Để khi mà xem một cái hình ảnh hay là xem một cái video như vậy thì độc giả sẽ nhận biết ngay đấy chính là cái sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp của các bạn. Điều này còn có một cái ý nghĩa nữa, đó chính là Trung thấy rất là nhiều bạn có thói quen đó là sử dụng những cái hình ảnh ở trên mạng hoặc là của người khác cũng là chụp về những cái sản phẩm tương tự như của các bạn, và sau khi mà chúng ta lấy xuống chúng ta chế biến đi và đăng lại. Thì thực tế là chúng ta không nên làm như vậy. Một cái hình ảnh hay là một cái đoạn video do chính các bạn tạo ra thì nó sẽ mang tính chất là, thứ nhất đó là không vi phạm bản quyền. Bản quyền do những cái hình ảnh hay là video của đó các bạn chụp là thuộc bản quyền về thương hiệu của các bạn. Điều thứ hai là chúng ta sẽ làm cho cái nội dung của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn bằng cách là đưa các yếu tố nhận diện của thương hiệu. Các bạn có thể sử dụng những cái phần mềm như là Canva hoặc là các cái phần mềm chỉnh sửa ảnh, những phần mềm biên tập video để làm cho các hình ảnh hay là video của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn bằng cách là chúng ta sử dụng một số các cái phần mềm mà Trung sẽ chia sẻ ở những slide phía sau. Một trong những phần mềm đó chúng ta có thể sử dụng có tên là Video Shop. Phần mềm Video Shop cho phép các bạn có thể thực hiện hầu hết tất cả những cái tính năng liên quan đến video, như là cắt video này, có thể tua nhanh, sử dụng các hiệu ứng, đưa các thành phần hình ảnh ở bên ngoài vào để có thể nhận diện thương hiệu, như là đưa logo một cái hình ảnh hoặc là nhiều hình ảnh nhận diện thương hiệu vào trong video của các bạn. Hoặc là rất là phù hợp khi mà chúng ta sử dụng Video Shop để xuất ra các cái đoạn video phù hợp cho Facebook và Instagram. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng phần mềm chuyên để thiết kế các cái hình ảnh, thậm chí là dành cho video, đấy là phần mềm Canva. Canva vừa hỗ trợ cho các bạn có những cái thiết kế để giúp cho chúng ta tạo ra những bài đăng một cách chuyên nghiệp. Ngoài ra các bạn còn có thể tạo ra những cái đoạn video rất là hấp dẫn sử dụng Canva. Và điều quan trọng là chúng ta sử dụng phần mềm nào cũng được, nhưng những cái yếu tố để phù hợp với khách hàng và yếu tố để khách hàng có thể dễ dàng nhận diện ra thương hiệu của chúng ta thì các bạn hãy đưa vào trong cái bài đăng của mình.
Vậy thì có một điều rất là quan trọng khi mà chúng ta tạo ra các đoạn video chẳng hạn, thì có hai điều mà chúng ta cần chú ý. Đó là nó khác với những cái video rất là dài ở trên các nền tảng khác. Thì video ở trên Facebook và Instagram thường là những cái video với thời lượng rất là ngắn, cỡ khoảng 15 giây đến 30 giây, và tốt nhất là nên là từ 15 giây đổ lại. Vì vậy thì nếu video của chúng ta có những yếu tố nào mang tính chất thu hút nhất thì các bạn hãy tập trung vào những yếu tố thu hút đó, đưa vào những cái khung hình đầu tiên của đoạn video để tạo ra cái sự chú ý cho người dùng, thu hút cho độc giả của các bạn ở lại và xem video của chúng ta với cái thời lượng cao hơn. Và như chúng ta đã biết thì các video của chúng ta khi mà các bạn tạo ra ấy, thì người dùng có thể xem những cái video đấy trong nhiều các cái môi trường khác nhau. Và người dùng thì thường nếu như mà họ đang ở những cái không gian chung thì họ sẽ không bật âm thanh của video lên. Vì vậy thì các bạn hãy thiết kế các video để làm sao cho có thể người dùng vẫn có thể hiểu được khi mà video đó tắt âm thanh, bằng cách là chúng ta có thể đưa vào đó những cái từ khóa quan trọng, hoặc là nếu chúng ta làm tốt hơn các bạn có thể tạo ra các cái phụ đề cho âm thanh. Điều này không có nghĩa là các bạn chỉ tạo ra những video không có âm thanh đâu, mà âm thanh nên là một yếu tố bổ trợ và làm cho video trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng những cái video mà không có âm thanh vẫn làm cho khách hàng hiểu được thì đấy mới là những cái video có những cái thực tiễn rất là tốt. Và một trong những điều chúng ta rất quan tâm đấy chính là khi các bạn đăng những cái tấm hình hay là đăng những đoạn video lên thì chúng ta đều phải quan tâm đến việc chỉnh sửa các cái bức hình đó sao cho tốt hơn. Chúng ta có thể đưa những bức hình đó tạo thành những cái đoạn video động. Thì có rất nhiều các cái ứng dụng khác nhau ở trên điện thoại giúp cho các bạn có thể tạo ra những cái đoạn video động từ những bức ảnh tĩnh. Ví dụ ở đây chúng có chia sẻ với các bạn một ứng dụng, nó có tên là Mojo. Mojo, các bạn nhìn thấy biểu tượng của cái ứng dụng này ngay ở phía trên bên tay phải màn hình của các bạn. Đó chính là một ứng dụng cho phép chúng ta tạo ra các cái hiệu ứng. Các bạn có thể chọn các cái biểu mẫu có sẵn, lựa chọn các cái hình ảnh phù hợp, và sau đó thì chúng ta tạo ra cho những cái bức ảnh của chúng ta tạo ra thành những cái đoạn video. Và để cho các bạn có thể dễ hơn thì Trung có thể chia sẻ cho các bạn một số các cái ứng dụng mà Meta khuyên chúng ta sử dụng và được cài ngay, đặt ngay ở trên chiếc điện thoại của mình. Đó chính là các ứng dụng dành cho ảnh và các ứng dụng dành cho video. Ví dụ như phần mềm mà chúng ta nhìn thấy là ứng dụng Canva thì có thể sử dụng cho cả hình ảnh và cho cả video. Thực ra thì lúc đầu Canva được thiết kế để cho sử dụng hình ảnh nhiều hơn, nhưng mà hiện giờ thì Canva cũng đã hỗ trợ cho phép các bạn tạo ra những cái đoạn video, những cái hình ảnh chuyển động hay là những cái hoạt cảnh rất là hấp dẫn. Nếu như được khuyên các bạn nên sử dụng các cái phần mềm này thì có lẽ là các bạn nên tập trung vào hai cái phần mềm có tên là Canva và Videoshop. Nếu như Canva chuyên dùng để thiết kế ảnh thì Videoshop chuyên tập trung để các bạn có thể chỉnh sửa video. Còn nếu chúng ta kết hợp được các phần mềm này thì rất là tuyệt. Ví dụ như là Color Story, Over Story Boost hay là Time Loop giúp cho các bạn có thể tạo ra những cái bức ảnh rất là hấp dẫn. Thì với video các bạn có thể sử dụng Mojo Quick để biến những bức ảnh tĩnh tạo thành những cái đoạn video động, và như vậy thì các bạn có thể làm tốt hơn rất nhiều. Và đây thì Trung cũng hướng dẫn cho các bạn một cái đường link, đó là fb.me/worksheet-mobile-studio. Các bạn nên chụp cái bức hình ảnh màn hình này lại, và sau đó thì sau cái buổi training này thì các bạn hãy vào cái đường link để tạo ra, để xem các cái hướng dẫn gợi ý tốt hơn về các cái ứng dụng dành cho hình ảnh hay là video sáng tạo. Đó, thì đấy chính là cái cách để chúng ta có thể tạo ra các cái bức hình cũng như là các cái đoạn video rất là hấp dẫn. Và điều quan trọng nữa đó là các bạn đừng quên việc là chúng ta tạo ra các cái chú thích của mình một cách phù hợp. Một trong những cái kỹ thuật để chúng ta có thể chia sẻ với khách hàng tiềm năng của mình hoặc là với khách hàng của các bạn đang có, đó chính là cách để chúng ta có thể kể chuyện, chia sẻ những cái câu chuyện cho khách hàng của mình. Việc kể chuyện không chỉ đơn thuần là các bạn đang giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình đang có, mà đó là cái cách thức truyền tải những cái câu chuyện liên quan đến, ví dụ như đến doanh nghiệp của các bạn, đến đội ngũ nhân viên của mình, đến những cái câu chuyện đằng sau, đến cách mà sản phẩm đó được làm ra như thế nào. Và một câu chuyện tốt thì có thể chia sẻ những cái vấn đề vướng mắc mà chúng ta đang gặp phải, cách mà doanh nghiệp của các bạn đã khắc phục những vướng mắc đó, tạo ra những cái giải pháp để giúp cho khách hàng, những người mà cũng gặp những cái vướng mắc như chúng ta,
có thể đạt được các cái cách để cải thiện tốt hơn trong cái công việc đời sống của họ hàng ngày, thì đấy là cách mà chúng ta kể chuyện rất là tốt. Nhưng mà có một yếu tố rất quan trọng, đó là các bạn phải kể những câu chuyện thật, không phải của một doanh nghiệp khác mà của chính doanh nghiệp của các bạn. Điều đó tạo ra cái sự hấp dẫn, sự chân thật và làm cho câu chuyện của các bạn trở nên tốt hơn đối với người dùng, và người dùng họ sẽ rất là quan tâm đến câu chuyện của chúng ta. Khi các bạn kể ra những câu chuyện phù hợp thì khách hàng sẽ cảm nhận như là chúng ta đang nói chuyện chính với khách hàng vậy. Vì vậy thì chúng ta cần quan tâm là đối tượng khách hàng của chúng ta có sở thích như thế nào, thông tin nhân khẩu học của họ ra sao, để làm sao cho khách hàng của mình khi mà đọc được một cái bài đăng thì họ cảm tưởng rằng đó chính là dành cho họ. Tức là chúng ta trò chuyện trực tiếp với đối tượng khách hàng của mình rất là phù hợp. Và điều quan trọng nữa đó là trong một bài đăng của chúng ta cần có những yếu tố để khuyến khích hành động. Khuyến khích hành động ở đây có thể là thực hiện những cái hành động mà người sử dụng đọc được sẽ thực hiện sau khi mà đọc cái bài đăng, bài quảng cáo của chúng ta. Ví dụ như là bạn đang giới thiệu một món ăn mới, đang giới thiệu một chương trình khuyến mãi, và điều tiếp theo họ có thể làm đó là liên hệ với bạn, nhắn tin với bạn, hay là truy cập vào cái trang web tìm hiểu kỹ hơn thông tin của mình. Vì vậy thì cái nút kêu gọi hành động ở đây sẽ là một cái yếu tố không thể thiếu khi chúng ta đưa vào cái bài đăng quảng cáo của chúng ta. Ví dụ như ở mức độ nhận biết, khi mà khách hàng đang chưa hiểu rõ lắm về thương hiệu của chúng ta, thì những cái nút kêu gọi hành động như là tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm dịch vụ được biểu diễn bởi một cái nút có tên là tìm hiểu thêm, sẽ giúp cho khách hàng tìm hiểu kỹ hơn về cái doanh nghiệp hay sản phẩm hay là dịch vụ của chúng ta. Còn ở giai đoạn tiếp theo, đó là khách hàng đã biết đến thương hiệu, biết đến sản phẩm và dịch vụ rồi, họ muốn có nhiều hơn những cái thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ đó, thì chúng ta có thể sử dụng nút như là liên hệ với chúng tôi. Thì nút liên hệ với chúng tôi sẽ giúp cho các bạn, giúp cho khách hàng có thể dễ dàng làm tìm hiểu kỹ hơn sản phẩm và dịch vụ của mình. Hoặc là ở đây, ở giai đoạn cân nhắc thì đã rất gần với giai đoạn để khách hàng có thể mua hàng hay là sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng ta rồi. Và ở trong giai đoạn tiếp theo trong hành trình mua hàng của khách hàng, đó chính là giai đoạn chuyển đổi. Tức là lúc này khách hàng có thể muốn mua hàng trực tiếp hay là gọi điện trực tiếp đến doanh nghiệp của các bạn, hoặc là vào trang web mua sắm của doanh nghiệp các bạn. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng ví dụ như là nút đặt hàng ngay, đặt ngay chẳng hạn, để có thể giúp người dùng, giúp khách hàng tiềm năng của chúng ta sẵn sàng mua hoặc là sử dụng sản phẩm của chúng ta. Vì vậy thì khi mà chúng ta tạo ra các cái quảng cáo thì các bạn hãy nhớ được những cái yếu tố rất là quan trọng đến cái quảng cáo của chúng ta. Đó chính là hình ảnh hay video của chúng ta, hay là nội dung của chúng ta, làm sao để nói chuyện trực tiếp được đến khách hàng, mang những cái yếu tố sáng tạo đến để có thể thực hiện được. Thì đấy là những yếu tố rất là cơ bản. Còn việc tạo ra một quảng cáo thì cũng rất là dễ hiểu. Chúng ta có thể chọn hình ảnh, video, thêm nội dung, thêm cái nút kêu gọi quảng cáo và bắt đầu cái quá trình quảng cáo của chúng ta. Và thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng cái trình quản lý quảng cáo Ad Manager của Meta, sử dụng các cái nền tảng quảng cáo như là Facebook và Instagram để có thể đưa cái bài đăng phù hợp nhất của chúng ta đến với khách hàng. Và như vậy thì trong một cái khoảng thời gian ngắn thì chúng đã chia sẻ cho các bạn những cái yếu tố quan trọng nhất để chúng ta có thể sáng tạo đối với quảng cáo. Đó là những cái thành phần trong quảng cáo như hình ảnh, như video, như là văn bản hay là nút kêu gọi hành động, các bạn cần phải tạo ra lựa chọn phù hợp. Chúng ta cũng biết được những yếu tố nào là những yếu tố quan trọng trong việc sáng tạo của quảng cáo, và đặc biệt là dành cho các cái thiết bị di động. Và chúng ta viết ra những cái kể ra những cái câu chuyện về doanh nghiệp, về sản phẩm, về dịch vụ, để mang những cái sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đến gần hơn đối với khách hàng. Và đừng quên là đưa vào những cái nút kêu gọi hành động để có thể tạo ra quảng cáo. Ở đây thì trước khi mà kết thúc phần chia sẻ của Trung, thì ở đây Trung cũng nhận được một số cái câu hỏi các bạn gửi đến ban tổ chức. Ví dụ như là bạn Hoài An có chia sẻ đó là: với những doanh nghiệp nhỏ, khi quảng cáo hay marketing sản phẩm có nên tạo nội dung gắn liền với những câu chuyện hình ảnh không ạ? Điều này thì đây không phải là câu hỏi nữa mà là một cái gợi ý cho các bạn khác rồi. Đương nhiên rồi bạn An ạ, là chúng ta với những doanh nghiệp không chỉ là nhỏ đâu, doanh nghiệp nào cũng như vậy, thì chúng ta khi quảng cáo hay là marketing sản phẩm thì luôn luôn các bạn cần có những câu chuyện hấp dẫn. Kể chuyện là một cái kỹ thuật luôn luôn là cần thiết. Hình ảnh của câu chuyện, video của câu chuyện đó luôn gắn liền với cái thương hiệu của bạn.
thì thực ra đây không phải câu hỏi nữa mà cũng chính là gợi ý cho các bạn rồi. Thực ra thì bạn Hồ Minh bạn hỏi là quảng cáo bằng thẻ quay vòng hay là bộ sưu tập có bị giới hạn về hình ảnh hay yêu cầu không? Có chứ, với mỗi một định dạng quảng cáo khác nhau thì đều có những cái hạn chế, cũng thực ra thì nói là hạn chế thì cũng không hẳn, mà sẽ có những cái yêu cầu cụ thể. Khi các bạn tạo ra quảng cáo thì với mỗi định dạng quảng cáo sẽ hướng dẫn cho các bạn là với thẻ xoay vòng các bạn có những yêu cầu như thế nào, với bộ sưu tập thì các bạn có thể để được bao nhiêu hình ảnh. Rồi có một câu hỏi của bạn Hoài An tiếp theo, đó là làm thế nào để kết hợp giữa content và hình ảnh làm khách hàng không cảm thấy nhàm chán. Và như vậy thì thực ra mà nói là đấy chính là cách, những cái kỹ thuật của người làm nội dung, đúng không? Thực ra mà nói là các bạn hãy đưa ra những cái nội dung rất là đa dạng khác nhau, và tùy theo cái chiến lược marketing của các bạn đang tập trung vào cái giai đoạn hành trình nào của khách hàng, các bạn đang tập trung vào việc nhận diện thương hiệu hay là đang tập trung vào việc thúc đẩy doanh số bán hàng, thì với mỗi một cái mục tiêu khác nhau các bạn có thể kể những câu chuyện khác nhau, các bạn chia sẻ các cái hình ảnh video phù hợp những câu chuyện đó, và chúng ta làm cho cái nội dung của chúng ta rất là đa dạng để có thể phù hợp với nội dung của chúng ta. Ở đây thì bạn Thu cũng có thể có một số câu hỏi như là đây tên của một số các cái phần mềm đúng không, mà chúng ta có thể có, thì ở đây Trung cũng sẽ chia sẻ lại cho các bạn cái slide, các bạn có thể chụp ảnh lại nhé, các bạn chụp ảnh lại cái màn hình thì chúng ta có một cái tập hợp các cái hình ảnh về cái sản phẩm, về các cái phần mềm mà chúng ta có thể sử dụng cho thiết bị di động của mình. Ở trên màn hình lúc này các bạn đã nhìn thấy tên của các cái ứng dụng mà chúng ta có thể cài ngay trên điện thoại của chúng ta rồi. Đó chính là các cái ứng dụng về hình ảnh này. Kali Story, Over Storyboard, Tileloop, Mojo, Quick, Video Shop, Canva và dành cho video. Ở đây thì Canva có thể sử dụng cho cả hình ảnh và video. Thì nếu mà các bạn đã có trong tay các ứng dụng này rồi thì đây là một cái vũ khí, một cái tập hợp các công cụ rất là mạnh để có thể có cái nội dung hấp dẫn cho mình. Thì đấy chính là những cái nội dung chính mà Trung muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Điều quan trọng nhất đó chính là chúng ta quyết định trước khi một bài đăng thông thường của chúng ta trở thành một bài đăng quảng cáo, thì chúng ta sẽ làm cho bài đăng đấy phải hấp dẫn đối với người nghe thông qua những kỹ thuật như là kể chuyện, thông qua những cái hình ảnh video phù hợp. Còn thông qua cái bài chia sẻ này thì các bạn cũng đã biết cách tạo ra một cách cơ bản cái bộ sưu tập, cái studio của chúng ta ở tại nhà, cái cách để chúng ta có thể chụp hình, cách để chúng ta có thể quay các cái sản phẩm, hay là thậm chí là quay chính bạn, thì các bạn cần tập trung vào những yếu tố nào. Và ở đây chúng ta sẽ tập trung vào yếu tố sáng tạo, tạo ra những cái hình ảnh, những cái video hấp dẫn không quá phức tạp. Các bạn hãy kể những câu chuyện đơn giản, giải quyết các vấn đề mà khách hàng chúng ta đang gặp phải, thì Trung tin rằng là các bạn sẽ có những cái nội dung rất là hấp dẫn. Và đặc biệt là các bạn phải gắn liền cái thương hiệu của các bạn, đưa các yếu tố nhận diện thương hiệu của các bạn vào trong các cái đoạn video hay là hình ảnh sáng tạo của mình. Đấy chính là những nội dung chính mà Trung muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Thành Trung, giảng viên do Meta đào tạo đã chia sẻ với các học viên về chủ đề sáng tạo với quảng cáo. Ban tổ chức hy vọng rằng nội dung mà giảng viên chia sẻ cũng như những giải đáp thắc mắc của anh Trung đối với với học viên sẽ phần nào hữu ích cho các công việc kinh doanh của các anh chị ạ. Trước khi kết thúc khóa học thì ban tổ chức xin mời các anh chị chúng ta sẽ dành một phút để điền vào phiếu khảo sát sau khóa học. Ban tổ chức sẽ để đường link kèm với mã QR code hiện ở trên màn hình. Các anh chị có thể truy cập vào đường link trong comment của livestream hoặc là quét mã QR code hiển thị trên màn hình để điền vào phiếu khảo sát.